Tranh ngọt ngào dân hương vương mái tóc xanh, những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha, những mẹ già nuôi trông trẻ đùa sớm dưới, run run môi cười như thuở còn đôi. Em ơi con hò khoan trên sông con đò, khoang ư khoang hò em về chăm lo, việc nhà thấm lũ buôn vương cả nếp xưa. Em ơi con hò khoan lúa chín tô tàn rơi trên đê, nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai, tiếng hò chơi vơi khi chẳng ngả lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi, hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong, gái miền sông hương em trai miền cứu long, hai ta ước thề say thắm tình. Và để trở về với câu chuyện chào câu trong buổi sáng ngày hôm nay, vâng xin trân trọng kính mời đối diện với chúng ta hãy cùng bước lên sân khấu. Vâng xin mời hai bạn hãy cùng đứng dậy và bước lên sân khấu giữ sự chứng kiến của tất cả quý vị anh chị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng kính thưa quý vị anh chị và các bạn, rất trân trọng và kính mến anh và em bước trên cầu hạnh phúc để về nơi tổ ấm ta xây, ở đó có một chiếc cầu những đêm trăng sáng anh thường đi qua, ở đó có một mái nhà có cô bé gái nhà ta bây giờ nghiêng nghiêng trên đón bài thơ cũng là đón cưới bây giờ đó em.
Vâng, anh đón em về làng con dâu của mẹ, cánh cửa phòng loan reo reo khẽ, mỗi bước em về chảy bước hoa. Và trước sự chứng kiến của tất cả quý vị, anh chị và các bạn, xin trân trọng kính mời chú đại diện văn phòng chính thức trao hoa cho nàng dâu trong ngày cưới. Dưới sự chứng kiến của tất cả quý vị, anh chị và các bạn trong buổi sáng hôm nay, mời quý vị chúng ta nổ chẳng tay để cùng chúc phúc của tiền cô dâu và chú rể, và cùng ghi nhận tình cảm tiền liên nhất của đôi dân mới trong ngày cưới để đưa bạn của chúng ta về đến. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều tới quý vị, anh chị và các bạn, và kính thưa quý thân khách rất trân trọng và kính chuyện. Thật đúng là cô dâu thì đẹp nhất hôm nay, chú rể đang ngắm cả cây mất lòng, trải qua đang đợi ngày mong. Hôm nay có vợ có chồng cả duyên, cùng nhau tận lại có thể cùng qua một tháng đến phía tương lai, cùng nhau xây dựng lâu đài tương lai rực rỡ ngày mai huy hoàng. Cuộc đời biết đến bao xa, vui lên em nhé, nữ hoàng của anh. Và kính thưa quý vị, anh chị và các bạn, trong niềm vui hạnh phúc của đôi dân mới trong buổi sáng hôm nay, rất xin được kính của tất cả quý vị, anh chị và các bạn, xin trân trọng kính mời vâng ạ, người mẹ xin dành ra nàng dâu trẻ là anh có phần quà lên trao cho anh con trong ngày cưới. Chương trình trực tiếp của tất cả quý vị, anh chị và các bạn, và trân trọng kính mời vâng ạ, bố mẹ xin dành ra nàng dâu trẻ và có phần quà lên trao cho hai con và cùng chúc phúc cho hai con trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc trăm năm trong buổi sáng ngày hôm nay. Dưới sự chứng kiến của tất cả quý vị, anh chị và các bạn, và kính thưa quý vị, anh chị và các bạn rất trân trọng và kính mến, và trong niềm vui của hạnh phúc của đôi dân mới, có sự chứng kiến của tất cả quý vị, anh chị và các bạn, vâng, xin mời quý vị đón đầu chào vào đây thật to thật dài để ghi nhận tình cảm của đấng sinh thành ra cô dâu trẻ trong buổi sáng nay, và có phần quà lên trao cho hai con trong ngày cưới. Dưới sự chứng kiến của tất cả quý vị, anh chị và các bạn, và kính thưa quý vị, thân thiết rất trân trọng và kính mến, đi khắp thiên gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không công đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ biến tình cha, mà tần tảo sớm mong mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con, và trong niềm vui hạnh phúc của hai con trong buổi sáng hôm nay, vâng ạ, cha mẹ xin dành cho nàng dâu trẻ chúc phúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Chương trình tình yêu của tất cả quý vị, anh chị và các bạn, và xin mời tất cả nhân viên ghi hình, chúng ta hãy cùng ghi lại hình ảnh đẹp nhất, hình ảnh sâu sắc nhất của đôi dân mới, đặc biệt ghi nhận tình cảm của đấng sinh thành ra nàng dâu trẻ trong buổi sáng hôm nay. Và xin mời tất cả những hình ảnh, chúng ta hãy cùng ghi lại hình ảnh đẹp nhất, hình ảnh sâu sắc nhất. Và một chào vỗ tay của quý vị. Và xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, và đặc biệt xin cảm ơn vâng chào người cha người mẹ sinh thành ra nàng dâu trẻ là anh trong buổi sáng hôm nay, đã cùng trở về chúc mừng chúc phúc phần quà cho hai con trong buổi sáng nay. Và kính thưa quý vị, anh chị và các bạn, trong niềm vui hạnh phúc của hai em, vâng, và trân trọng giới thiệu bước lên sân khấu là phần quà của chị Phương Thúy. Vâng, vâng, trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, chúng ta hãy cùng ghi nhận tình cảm của chị Hồng Thúy, vâng, và cùng chúc phúc cho hai em trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc trăm năm. Một tràng pháo tay của quý vị dành cho chị gái Hồng Thúy, chúc phúc cho hai em Lan Anh và Văn Phong trong buổi sáng hôm nay. Vâng, xin mời những tiền tỷ đi lại hình ảnh đẹp nhất, tình cảm tiền liên nhất của chị gái, chúc phúc cho em trong buổi sáng nay, những sự sống của tất cả quý vị. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Một cái tiêu tỷ thân khách rất là cảm ơn như thế. Và với ngày vui hạnh phúc của hai cháu trong buổi sáng hôm nay, có sự chứng kiến của tất cả quý vị, trân trọng giới thiệu bước lên sân khấu là cậu mợ của cô dâu trẻ Lan Anh. Vâng, có phần quà, những phần quà thiêng liêng từ những người thân yêu nhất của cô dâu và chú rể trong buổi sáng nay. Vâng, chú rể trẻ Văn Phong, bên em tiếp tục nhờ tôi nói nhỏ với người có yêu của mình rằng: em ơi, anh đã đi vòng quanh trái đất mà chỉ có em là người duy nhất em yêu, và bà con kèm em nhiều vì em có một tình yêu trung thủy. Ngày hôm nay thật là thú vị, có bạn bè có bác gần xa về đây xung họp một nhà, chính là tâm sự sâu là phần duyên. Và thật luôn trai anh hùng sánh với gái tiền quyền, thậm chí cứ nghĩ ta tìm đến nhau. Một lần nữa xin mời quý vị chúng ta nô một tràng tay thật to thật dài để cùng chúc phúc cho đôi dân mới của chúng ta trong năm hạnh phúc và hạnh phúc trong năm. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều, và trân trọng và kính mời đôi dân mới của chúng ta hãy cùng trở về vị trí. Vâng, kính thưa quý vị, anh chị và các bạn rất là nghiêm mến, được sự đồng ý nhất trí của huyện chính quyền cơ quan đoàn thể, được sự đồng ý nhất trí của huyện gia đình chú rể và cô dâu, và sau một thời gian đôi bạn tìm hiểu hiệp tâm đầu, hôm nay hai bên đêm gia đình tổ chức lễ thành hôn cho bạn. Và để được có được ngày vui ngày trở lại có một công hai của đôi duyên mới, thì hai bạn không thể quên được rằng công cha như núi Đại Sơn, nghĩa mẹ như nước người người biển Đông, sinh con ra trong cái rét quê đông, chân lên nè dưới sang buồn gió lạnh, áo cho giải ướt đẫm trọt mồ hôi, lo cho con tự bắt cương manh áo, mong cho con sớm trở thành dâu hiền dễ thảo. Và ngày hôm nay con đi xây dựng gia đình, chia tay cha mẹ đôi lời nhủ quên, trân trọng giới thiệu
nữ kế cận thừa long, đẹp trên con thì cha mẹ mừng lòng, mừng bốn chữ nghi kỳ gia thất. Ngày hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật cho các con. Kính thưa các bà, kính thưa tất cả các vị khách quý, hôm nay nhằm ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai và chú rể Văn Phong đã đến đây để đón cô dâu Lan Anh về Hà Nội để tổ chức lễ thành hôn. Thay mặt cho nhà gái, tôi xin kính mời các ông các bà cùng toàn thể các vị khách quý sôi đầu uống nước. Và đến cái giờ thời điểm tốt ấy, thì xin trân trọng kính mời đại diện hai gia đình đưa tiễn hai cháu về nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Và đến giờ phút này thì quý vị chúng ta có thể thấy quân thực tình của nơi duyên mới, quân thực tình của nơi nhà sản xuất các công mình lên lối nhỏ. Thì đêm nay cái cờ đỏ đêm này và trong phòng ấy thì vẫn sáng ngời ánh trăng. Và cô dâu thì muốn nói với chị Hằng, cho em được rộn ánh trăng muôn đời. Vì vậy tôi xin chúc cho đề thảo rồi cô Hiền, chúc cho cô Bác Nguyên. Xin cảm ơn.
nữa hãy cùng với các trường đoàn phái đoàn của hai bên người không đẹp trên bàn chúng này cùng thành công lên đường đón nhận lớp này không có tên ông toàn đại biểu lên đường trở thành một cán bộ gia đình nhà ngay làm lễ cầu chúc tuổi trẻ trong buổi sáng hôm nay và thay mặt cho ban tổ chức thay mặt cho những người đại diện của đoàn thầy của người ngọc tôn sáu mươi người ngọc xin kính chúc quý vị hiểu có các anh chị và các chúng ta lên đường thân yêu Việt Nam xin chào các bạn và chào các bạn.
Vâng. Xin thay mặt hai bên gia đình, thay mặt chú rể Văn Phong, cô dâu Lan Anh, xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn chúng ta lên tiếng vào trong khán phòng. Dạ vâng, trên sân khấu lúc này đây là hai bông hoa đẹp nhất ngày hôm nay. Quý vị hãy nổ một tràng pháo tay để chúc phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, và ngay sau đây anh Văn xin mời đại diện của hai bên gia đình chúng ta cùng tiến lên trên sân khấu. Dạ vâng,
hôm nay là ngày vui, ngày phúc của hai cái gia đình. Quý vị đã có chút thời gian để chung vui và chúc phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay. Cho các em văn xin được nhường lời cho đại diện hai bên gia đình. Xin mời đại diện của bên nhà gái chúng ta có lời này phát biểu gửi tới con bên anh ạ. Kính thưa các cô, các ông, bà, cô dì, chú bác, hai bà giáo viên của cháu Lan Anh và cháu Văn Thông. Trong quá trình hai cháu tìm hiểu và đến nay thì hai cháu đã quyết định tổ chức xây dựng gia đình. Hai gia đình chúng tôi hôm nay chọn ngày này rất tốt để tổ chức cho hai cháu. Và nhân dịp này được đón tất cả các cô, cô dì chú bác nội ngoại hai họ ở bốn bên của hai cháu cũng như bạn bè của hai cháu Lan Anh và Văn Phong. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp chân tình nồng hậu của họ nhà trai và cũng nhân dịp này các ông các bà cô dì chú bác cùng bạn bè của hai cháu lời chúc sức khỏe và chúc mừng hạnh phúc. Chúc cho hạnh phúc của hai cháu trăm năm bền vững và ngày càng hạnh phúc phát triển và xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời chúc của đại diện họ nhà gái và ngay sau đây để đáp lễ gia đình họ nhà gái, xin mời đại diện họ nhà trai chúng ta có đưa lời phát biểu gửi tới con bên hay không? Vâng, xin kính chào các cụ, các bà. Bố đỏ, hôm nay là ngày lành thật tốt, được sự nhất trí của hai bên gia đình và hai cháu thì được lâu rồi, bây giờ là đến ngày đưa hoa tiễn trái và họ nhà gái đã tiễn cháu về đến nhà trai để dự lễ thành hôn. Tôi xin thay mặt họ nhà trai xin cảm ơn đâu các bà, họ nhà gái đã đưa cháu về đến nhà để dự lễ thành hôn an toàn. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời tri ân của đại diện hai bên gia đình. Thế còn để tiếp tục chương trình thì xin mời các ông các bà, các bác, các cô, các anh, các chị có ngân phiếu để ngân hàng của mình nhé. Để đưa tiền gửi thế nào đấy. Hôm nay có cái ngân hàng này ký lắm chuẩn. Xin mời các ông các bà, các bác ơi. Chúc buổi lễ ngày hôm nay chúng ta cùng hướng lên trên sân khấu ngắm nhìn chú rể Văn Phong, cô dâu Lan Anh trao cho nhau chứng nhân tình yêu. Mời hai bạn cùng trao cho nhau chứng nhân tình yêu. Xuân đang về.
Chú rể tại sao không dành cho cô dâu một nụ hôn thật là ngọt ngào trước tất cả con trai họ chúng ta nhỉ? Quý vị có thấy chú rể nên thử cho cô dâu một nụ hôn không nhỉ? Chú rể vỗ tay thật lớn đấy ạ. Cho các anh bạn đếm 1, 2, 3, quý vị hãy vỗ thật là lớn. Hôn đi để chú rể của chúng ta lấy tinh thần và lấy sức mạnh để có thể hôn cô dâu Lan Anh được không ạ? Một, hai, ba. Dạ vâng. Dạ vâng. You by my side, that's how I see us. I close my eyes and I can see us. We're on our way to say I do. My secret dreams have all come true. This is the hour.
suốt đời về nơi xứ thiên đường, về nơi tổ ấm nhờ ơn đức cao vời. Ơn mẹ Maria, người yêu ơi, ơi người yêu dấu ơi, bên nhau suốt đời cùng chia sẻ nỗi vui hay nỗi sầu, cùng cho nhau biết bao là yêu ghi dấu. Đời qua mau với mai đầu, rồi đây sẽ trắng song.